Một căn hộ góc biển có tầm nhìn đẹp nhất tòa OC2A. Có gì thú vị? Nên mời quý cô chú anh chị cùng với em Hằng khám phá nhé. Em Hằng Hải Nguyên lên Nha Trang kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hải Nguyên lên Nha Trang. Hôm nay em Hằng đang có mặt tại tầng 26 tòa nhà OC2A, một trong 5 tòa nhà căn hộ của dự án Mường Thanh Viễn Triều tại địa chỉ 0305 Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tòa OC2A tuy là một tòa nhà ở phía sau không trực diện ra biển, nhưng với căn hộ ngày hôm nay là một căn hộ đặc biệt của tòa nhà, một căn hộ có cái view biển nhiều nhất, là một căn hộ góc với cô chú anh chị, căn góc tầng 26 căn hộ số 18, được hưởng một cái tầm nhìn view trọn biển như thế này, và ban công thì hướng đông nam rất là mát. Thậm chí mùa này chúng ta không cần sử dụng máy lạnh đâu ạ. Cửa ra vào là hướng bắc nha quý cô chú anh chị. Đây, hiện trạng nội thất của căn hộ như thế này. Thì đây là không gian phòng khách được gia chủ đã bố trí rất là đầy đủ, từ tivi, sofa, kệ tủ, bàn cà phê. Đây là một căn hộ góc nên là rất là yên tĩnh, sẽ không có nhiều cư dân chúng ta đi qua đi lại nhiều ha. Với diện tích là gần 62 m² với cô chú anh chị. Căn hộ được tọa lạc tại tầng 26, một trong những cái tầng rất là vừa phải, rất đẹp của một cái chung cư 40 tầng như thế này. Không quá thấp cũng không quá cao. Tầm nhìn biển từ tầng 26 này là rất là tuyệt vời những quý chú anh chị. Công năng của căn hộ này là bao gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh riêng biệt. Với tất cả những trang thiết bị nội thất đã có sẵn, sàn đã được gia chủ thay thế bằng nhựa giả gỗ nè, thay vì là sàn men của chủ đầu tư. Ngồi tại không gian bàn ăn, phòng khách, chúng ta đã nhìn thấy được một chiếc view biển khá là rộng và nhìn trọn được cái khu danh thắng Hòn Chồng của vịnh biển Nha Trang. View hai mặt thoáng của chú anh chị, từ phòng khách đến không gian nhà bếp ra ban công đều rất là thoáng mát ha. Đây là bộ bàn ăn của chúng ta, mình có một cái bàn gỗ và 4 cái ghế bọc da như thế này. Đối diện là quý anh chị có thể nhìn thấy tòa OC2B, đây là cái tòa ở phía trước mặt biển, còn tòa OC2A là nằm phía sau một chút xíu. Ở đây thì với cái nhu cầu sử dụng nên gia chủ không làm nội thất quá rườm rà, họ đơn giản hóa để cho không gian từ phòng khách cho đến 2 phòng ngủ nó được rộng rãi thoáng mát theo nhu cầu sử dụng. Ban công là hướng nam của chú anh chị ạ. Ban công là hướng nam nên là khi mà chúng ta mở cửa ra gió rất là nhiều.
bếp ăn tuy đơn giản nhưng cũng đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu cần thiết như là bếp từ đôi nè, bồn rửa nè. Kệ trên thì đơn giản thôi, chúng ta vừa đủ để đựng riêng vật dụng còn thiết. Hôm nay biển rất là đẹp đúng không ạ? Một cái màu xanh biếc, trong trong xanh. Quý chị đang ra khu vực ban công thì ở đây gia chủ đã đặt sẵn một cái chiếc máy giặt hiệu Aqua lồng đứng. Và bộ vàng nóng của máy lạnh. Từ đây thì tầm nhìn sẽ hướng về cầu Trần Phú, biển Nha Trang và thành phố Nha Trang, chú anh chị. Biển phía nam của thành phố Nha Trang. Một góc chùa đảo chùa Từ Tôn Hòn Đỏ và khu du lịch Hòn Chồng. Đa số những quý anh chị chúng ta sở hữu những căn góc như thế này thì rất là hiếm và đa số là mua để ở. Còn căn hộ hôm nay thì do nhu cầu sử dụng cho nên là gia chủ còn sang nhượng lại cho quý anh chị nào chúng ta có nhu cầu đến với thành phố biển Nha Trang để sở hữu một căn hộ du lịch ngay tại bãi tắm Hòn Chồng. Chỉ cần bước qua bên đường là chúng ta có thể đắm tắm biển được rồi. Đây là phòng ngủ chính, phòng ngủ master, có nhà vệ sinh riêng ở bên trong ạ. Và từ đầu nằm của phòng ngủ này, quý anh chị có thể thấy được biển, một cái chiếc view rất là đẹp. Những cái trang thiết bị mà trong nhà vệ sinh lúc nãy giờ chúng ta review thì nó vẫn còn là đang tính chất là đơn thuần của chủ đầu tư thôi. Sau này quý anh chị về có nhu cầu thay thế trang thiết bị và cải tạo lại nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ làm theo cái sở thích của mình. Tất cả hai phòng ngủ đều có hai máy lạnh đầy đủ như quý anh chị. Size giường của chúng ta là 1m6 x 2m. Buổi tối thì khung cảnh thành phố lên đèn rất là lung linh luôn ạ, rất là đẹp. Ngày thì chúng ta nhìn thấy thêm view biển ha, chứ còn buổi tối thì đa số là mình chỉ thấy con đường Phạm Văn Đồng và khung cảnh của thành phố. Về đêm thì cũng rất là đẹp. Những căn góc như thế này thì rất là hiếm trên thị trường, hiểu không chú anh chị? Chỉ có một vài căn thôi. Và cái ngưỡng tầng 26 như thế này thì càng hiếm hơn. Nên là quý anh chị nào chúng ta có nhu cầu mà về thành phố Nha Trang để tìm kiếm những cái căn hộ ngay biển như thế này, đặc biệt là căn góc như thế này, thì hãy liên hệ cho em Hằng theo cái số điện thoại trên màn hình nhé. 0972331587. Để em Hằng có cơ hội giao lưu cũng như là hướng dẫn quý anh chị chúng ta đi coi trực tiếp căn hộ. Cái nhà vệ sinh chung bên ngoài á, thì chị chủ nhà có bố trí thêm và thay thế cái một số trang thiết bị trong nhà vệ sinh. Có thêm cái tủ ở phía dưới lavabo của chúng ta. Phải nói là một cái mức giá chị chủ nhà đang đưa ra trên thị trường là rất là hợp lý cho một cái căn hộ view biển như thế này, căn góc.
đặc biệt hiếm có trên thị trường. Chỉ với số tiền là 2 tỷ 050 triệu đồng thì quý anh chị có thể sở hữu được ngay một căn hộ với một chiếc view hai mặt thoáng như thế này, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, rất là thoải mái cho việc sinh hoạt cũng như là sinh sống của một gia đình như chúng ta từ 4 đến 5 người. Thậm chí là tại không gian phòng khách chúng ta cũng có thể trải nệm hoặc làm cái bộ sofa bed để ở thêm 2 người là thành 6 người được đấy ạ. Diện tích của những căn hộ cơ bản ở đây, hai phòng ngủ nhỏ nhất là 58,8 m². Tuy nhiên những căn góc thì sẽ rộng hơn, như căn góc này cụ thể là 61,74 m² với chú anh chị. Trên màn hình có hiển thị số điện thoại của em Hằng 0972331587. Em Hằng có sử dụng Zalo, WhatsApp, Telegram, Viber. Nếu như quý anh chị chúng ta ở nước ngoài thì thậm chí có thể liên hệ với em Hằng bất kỳ lúc nào, và em Hằng sẽ cố gắng trả lời thông tin một cách nhanh nhất có thể. Mức giá hiện nay là chỉ với 2 tỷ 050 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Một lần nữa cảm ơn quý chú anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Chúc cho chúng ta có một ngày mới làm việc đầy năng lượng, một sức khỏe dồi dào. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong thời gian gần nhất. Kính chào và hẹn gặp lại.